review 15 fitness FPT online cực xịn tại nhà phần một dưới đây là 15 fitness App có free có cả tính phí anh em có thể tham khảo từ đó tìm cho mình hoặc một vài PT online xịn như PT thật các ông nhá qua hai đợt dịch dài chắc ai trong chúng ta cũng nhận ra chẳng điều gì trên đời quý giá bằng sức khỏe dịch cũng là thời điểm chúng ta thẳng thắn nhìn lại phương pháp và quá trình tập luyện của mình vì dịch hoặc đơn giản vì thích mà rất nhiều anh em chọn giải pháp tập luyện tại nhà thay vì đến công viên hay phòng tập, thật may chúng ta sinh ra vào thời điểm công nghệ bùng nổ. Chúng ta có thể dễ dàng thuê hoặc tập free những buổi tập cùng PT online thông qua rất nhiều fitness app và hôm nay tôi sẽ cùng mấy ông review 15 fitness app hot nhất trong các ứng dụng này là các bài tập, công thức nấu ăn, thông tin hỗ trợ về sức khỏe tinh thần, một số được viết bởi những người nổi tiếng một số dựa trên các thuật toán và tất cả chúng đều có tiềm năng công nghệ hóa quá trình tập luyện cho người dùng thăng một FIIT chỉ với một fitness app xịn sò như FIIT. Anh em sẽ không còn tốn cả đống thời gian tìm kiếm các chương trình home workout trên TV hay trên Youtube nữa. Phí ít có một số PT chất như quả đất hướng dẫn người tập qua các bài tập quay sẵn hoặc trực tiếp áp còn có thể theo dõi nhịp tim và ghi lại số rep, số set anh em đã tập được nữa. Xịn quá đúng không mấy ông? Giá cho ứng dụng khoảng 308k một tháng. Thăng 2 Freeletics với ứng dụng anh em có thể dùng nó khi đang ở phòng gym hay đang tập ở một nơi không có dụng cụ như ở nhà. Freeletics là ứng dụng được hỗ trợ AI. Khi đăng ký, anh em cung cấp một số thông tin căn bản và mục tiêu tập luyện. Sau đó ứng dụng sẽ tạo ra một kế hoạch được cá nhân hóa cho anh em. AI sẽ xem xét hồ sơ tình hình thể trạng hiện tại, sau đó xem xét 30 triệu người dùng tương tự đang ở tình huống tương tự. Nó sẽ tìm ra bài tập có xác suất thành công cao nhất dựa trên ai đã thực hiện nó và thực tế là họ đã quay lại cho bài tập tiếp theo, đặc biệt hơn. Anh em có thể nói với ứng dụng rằng mình không có dụng cụ tập và nó sẽ cung cấp một kế hoạch tập luyện không tạ phù hợp, giá khoảng 66k tuần thăng 3 center thiết lập kế hoạch. Chế độ ăn uống ưa thích và vài thông tin cá nhân và chuẩn bị bước vào lối sống khoa học thôi mấy ông, áp có đầy đủ video bài tập kiến thức về sức khỏe và công thức nấu ăn lành mạnh đủ xài cả tuần đó mấy ông, các công thức nấu ăn rất ngon, việc tập luyện dễ dàng sắp xếp trong tuần và còn có một phần dành cho thiền. Giá cho ứng dụng khoảng 470k một tháng thăng 4 remote, remote remote đẩy nhanh quá trình phục hồi, tăng hiệu suất và giúp giảm đau nhức cơ bắp. Ứng dụng tập trung hoàn toàn vào các bài tập tối ưu hóa phạm vi chuyển động, kéo giãn cơ thể, đây là cách hoàn hảo để bổ sung bài tập sức mạnh hoặc bài tập cardio. Giá cho ứng dụng khoảng 350k một tháng thăng năm Street nghiên cứu cho biết để hình thành một thói quen cần ít nhất 66 ngày đều đặn làm công việc đó. Street là một trợ lý hỗ trợ quá trình theo dõi và khuyến khích các hành vi lành mạnh, chẳng hạn như tập gym, ăn uống lành mạnh hoặc giảm bớt trạng thái căng thẳng. Đây là một ứng dụng miễn phí. Thăng 6 Senza nếu anh em đang theo đuổi chế độ ăn, muốn đồng hành cùng Keto mà không gặp rắc rối, hãy tải Senza, Senza theo dõi macro và ghi lại mức cetone hơn nữa tính năng quét mã vạch của nó kiểm tra xem đồ ăn nhẹ có phù hợp với calo in trong ngày của anh em hay không, đây cũng là ứng dụng miễn phí nha mấy ông, chỉ với 5, 6 hoặc 7 phút tập luyện ngắn cùng app thôi, cũng đủ tạo ra khác biệt cho sức khỏe, thể lực và body cho chúng ta đấy, anh em đã chọn được ứng dụng phù hợp nào cho mình chưa, nếu chưa. Tiếp tục xem thử phần 2 để tìm kiếm thêm fitness app yêu thích nhé.